năm cũng bắt chước Hollywood làm phim về siêu nhân. Phim gì bà? Siêu nhân thiệt ngoài đời đó bà. Mày phải là siêu nhân hoàn thiện về mọi mặt. Hiếm người đàn ông Việt Nam nào mà vừa strong mà vừa tinh tế như anh á. Hiếm có những người phụ nữ quý phái như Kỳ Kỳ. Kim cương là của thằng cha Danny Watt, còn tính mạng là của tụi mày. Có một vụ cướp ở event kim cương. Superman's real, phải không? Thật ra siêu nhân chỉ là nghề phụ thôi, kiếm thêm. Mày dám chửi tao hả? Sao ai mạnh lên rồi cũng phá hoại hết vậy trời? Siêu nhân cũng là con người mà. Dòng ngày ta ngắm ôi bao điều sao thế lương, bỏ sau lưng những con đường, bỏ lại giấc mơ phi thường, lặng im nghe tiếng yên bình trên đời ta. Yeah.